Mẹ Đức Tiến, con tôi ở Mỹ từng làm shipper, không sướng như người ta nói. Trò chuyện với phóng viên, mẹ Đức Tiến cho biết bà vẫn còn sốc, đau lòng khi nghĩ về con trai. Lần cuối cùng hai mẹ con nói chuyện là hôm 12 tháng 5, qua cuộc video từ Mỹ. Tuần nào con cũng gọi về hỏi thăm tôi, cho cháu Madison gặp bà nội. Trước đó con mới về Việt Nam ở 3 tuần rồi mới sang Mỹ hồi đầu tháng 5. Tôi đâu biết rằng đó là lần cuối còn gặp con mình, bà ngậm ngùi nói. Mẹ Đức Tiến cho biết tại Mỹ, vợ nam diễn viên và một số bạn bè đang thu xếp hậu sự. Chi phí tang lễ, nhà quan, đất chôn cất là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Đó là một khoản tiền lớn với gia đình nên vợ con cũng nặng gánh lắm, bà Ngọc Ánh bộc bạch. Bà cũng cho biết thêm, người ta bảo con tôi có nhà bạc tỷ ở Mỹ, nhưng ai biết được con tôi từng vất vả thế nào. Thời mới định cư Mỹ, Tiến làm đủ nghề kiếm sống. Tiến từng bán hàng online, làm shipper, vừa chạy xe vừa gặm bánh mì, cực lắm. Bây giờ con cũng đi sâu, dẫn MC, làm nhiều việc, ra sân bay liên tục, ít có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ vì vậy mà con quá sức rồi đột quỵ. Theo lời mẹ cố diễn viên, mỗi lần về nước, bên cạnh các công việc showbiz, Đức Tiến đều ghé nhà mẹ ở 2-3 ngày. Cùng mẹ trò chuyện, đưa mẹ đi chơi, hào hứng ăn cơm cùng mẹ và thích nhất mẹ nấu món cá kèo, canh khổ qua.